Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình Chromebook. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Hội nghị do Ban Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện quý 1 2023. Ủy ban Nhân dân huyện Chromebook họp ban tổ chức lễ công bố quyết định của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập thị trấn Bưng Đờ Rang. Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Esin ra mắt mô hình rượu cần Esin. Đảng bộ xã Chư Bâng sơ kết quý 1, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý 2 2023. Đoàn viên thanh niên tổ chức phát dọn vệ sinh chào mừng thành lập thị trấn Bưng Đờ Rang. Hội chữ thập đỏ Bưng Đờ Rang phối hợp tặng quà cho người nghèo. Đoàn từ thiện thành phố Hồ Chí Minh tặng quà tại trường tiểu học Hoàng Diệu, xã Cư Né. Câu lạc bộ tennis Hoàng Gia tổ chức giải quần vợt tranh cúp quỹ tín dụng nhân dân Bưng Đờ Rang. Sau đây là nội dung của chương trình. Thưa quý vị và các bạn, vào chiều ngày 7 tháng 4, Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện tổ chức hội nghị giao ban quý 1 năm 2023. Đồng chí Hợt Sơn Nhiê, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện, chủ trì hội nghị. Đến dự hội nghị có đồng chí Phan Hoàng Lâm, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân huyện. Các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá tình hình kết quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân huyện quý 1 với những đặc điểm nổi bật. Trong quý, Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện đã chủ động tích cực triển khai đảm bảo chương trình công tác đề ra. Ngay sau kết thúc kỳ họp thứ 5 Hội đồng Nhân dân huyện khóa 12, Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện chỉ đạo hoàn chỉnh ban hành 14 nghị quyết được thông qua tại kỳ họp. Các ban Hội đồng Nhân dân huyện tiến hành giám sát việc ban hành nghị quyết tại kỳ họp thứ 5 đối với Hội đồng Nhân dân các xã và việc ban hành quyết định của Ủy ban Nhân dân huyện. Giám sát thực hiện nghị quyết Hội đồng Nhân dân huyện về phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2023. Trong quý 1, việc thực hiện chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn huyện, cơ bản đảm bảo tiến độ, nhiệm vụ kế hoạch đề ra, Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện thực hiện đảm bảo quy định về tiếp công dân thường xuyên tại cơ quan theo lịch trực. Đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện tiếp tục phát huy, nâng cao vai trò trách nhiệm của người đại biểu dân cử trước cử tri. Tại hội nghị, Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện cũng triển khai phương hướng nhiệm vụ hoạt động của Hội đồng Nhân dân huyện trong quý 2 2023 với 12 nội dung nhiệm vụ trọng tâm. Sáng ngày 10 tháng 4, Ủy ban Nhân dân huyện Chromebook họp ban tổ chức lễ công bố nghị quyết 726 ngày 13 tháng 2 năm 2023 của Ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập thị trấn Bưng Đờ Rang. Đồng chí Phan Hoàng Lâm, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân huyện chủ trì hội nghị. Tại chương trình buổi họp, đồng chí trưởng phòng nội vụ huyện thông qua quyết định thành lập ban tổ chức lễ công bố nghị quyết 726 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, thông báo phân công nhiệm vụ cho các thành viên ban tổ chức thông qua quyết định thành lập tổ giúp việc của ban tổ chức. Chương trình lễ công bố triển khai thảo luận các nội dung liên quan đến lễ công bố. Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Phan Hoàng Lâm, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân huyện, trưởng ban tổ chức lễ công bố đã yêu cầu thành viên ban tổ chức và các tổ giúp việc lễ công bố thành lập thị trấn Bưng Đờ Rang căn cứ kế hoạch nhiệm vụ được phân công để thực hiện tốt nhiệm vụ, lên kịch bản nội dung chương trình buổi lễ chi tiết phù hợp, tăng cường công tác phối hợp giữa các đơn vị và thị trấn Bưng Đờ Rang để lễ công bố được diễn ra thực sự trang trọng, ý nghĩa. Ngày 13 tháng 2 năm 2023, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 15 tại phiên họp thứ 20 đã thông qua nghị quyết về việc thành lập thị trấn Bưng Đờ Rang, huyện Chromebook, tỉnh Đắk Lắk. Theo nội dung nghị quyết 726 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, thị trấn Bưng Đờ Rang, huyện Chromebook, tỉnh Đắk Lắk được thành lập trên cơ sở toàn bộ 31,24 km2, diện tích tự nhiên và quy mô dân số khoảng 18.000 người của xã Bưng Đờ Rang thuộc huyện Chromebook. Thị trấn Bưng Đờ Rang giáp với các xã Chư Bô, E Ngai, Tân Lập thuộc huyện Chromebook. Nghị quyết này của Ủy ban Thường vụ Quốc hội có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 4 2023. Để chào mừng sự kiện thành lập thị trấn Bưng Đờ Rang, trong thời gian qua, cấp ủy chính quyền và nhân dân các dân tộc trên địa bàn thị trấn Bưng Đờ Rang vui mừng, phấn khởi, triển khai nhiều hoạt động thiết thực như treo băng rôn khẩu hiệu, cờ hoa chào mừng, dọn dẹp vệ sinh và tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ. Sau khi thành lập thị trấn Bưng Đờ Rang, huyện Chromebook có 7 đơn vị hành chính, bao gồm 6 xã và 1 thị trấn. Bưng Đờ Rang có vị trí kết nối giao thông thuận lợi với các tuyến giao thông quan trọng đi qua như quốc lộ 14, tỉnh lộ 8, quốc lộ 29, là địa phương có cụm công nghiệp Chromebook 1 đang đóng chân. Đây là điều kiện thuận lợi để phát triển dịch vụ thương mại và thu hút các dự án đầu tư, có vai trò thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội,
đồng thời là tiền đề quan trọng để huyện Krông Búc và thị trấn Pơng Đờ Rang tiếp tục thu hút nguồn lực đầu tư, nâng cấp, xây dựng và phát triển Pơng Đờ Rang, xứng tầm thị trấn trung tâm kinh tế xã hội của huyện Krông Búc. Ngày 7 tháng 4, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã E Sin tổ chức lễ ra mắt mô hình rượu cần truyền thống ED, rượu cần E Sin. Tham dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Hải Đông, Bí thư Huyện ủy, đồng chí Nguyễn Quang Hùng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đồng chí Ini Mờ Lô, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện. Mô hình rượu cần E Sin có 13 thành viên tham gia với mục tiêu thay đổi nếp nghĩ, cách làm, hành động của các hội viên phụ nữ trong tạo dựng không gian sống xanh, sạch đẹp, nâng cao ý thức gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa đặc sắc thông qua việc phát triển rượu cần của người ED, đồng thời thu hút, huy động mọi nguồn lực cho công tác quảng bá sản phẩm, gắn kết phát triển kinh tế du lịch với lưu giữ bản sắc văn hóa truyền thống. Nhân dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã trao vốn vay hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế cho 3 thành viên tham gia mô hình rượu cần E Sin với tổng số tiền 50 triệu đồng. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện trao vốn khởi nghiệp cho 1 thành viên trị giá 10 triệu đồng. Nguồn vốn này sẽ tạo động lực giúp mô hình rượu cần E Sin có cơ hội đầu tư phát triển, hoạt động hiệu quả, góp phần thực hiện công tác giảm nghèo, an sinh xã hội ở địa phương. Vừa qua, Đảng bộ xã Chư Pâng tổ chức hội nghị sơ kết quý 1 triển khai phương hướng nhiệm vụ quý 2 năm 2023. Đến dự có đồng chí Nguyễn Quang Hùng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy. Trong quý 1 2023, dưới sự lãnh đạo của Ban chấp hành Đảng bộ xã, tình hình kinh tế xã hội xã Chư Pâng tiếp tục có sự chuyển biến tích cực. Địa phương đã tập trung quán triệt, tuyên truyền sâu rộng việc triển khai thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Qua đánh giá rà soát hiện nay có 15 trên 19 tiêu chí đã đạt. Tổng thu ngân sách quý 1 đạt trên 851 triệu đồng, bằng 150,73% so với kế hoạch. Công tác quản lý đất đai được đẩy mạnh, triển khai quy hoạch sử dụng đất theo đề án xây dựng nông thôn mới. Các chính sách về an sinh xã hội, y tế, giáo dục được triển khai đồng bộ chặt chẽ. Nhiệm vụ quân sự quốc phòng được tăng cường, trật tự an toàn xã hội đảm bảo, công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị tiếp tục được quan tâm. Đảng bộ đã lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội Nông dân xã, nhiệm kỳ 2023-2028. Hội nghị cũng tập trung thảo luận, đánh giá kết quả đạt được trong quý 1, triển khai phương hướng nhiệm vụ quý 2. Trong đó, địa phương chú trọng tiếp tục rà soát đánh giá các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, tập trung thực hiện nhằm hoàn thành mục tiêu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023. Nhằm lập lại cảnh quan xanh sạch đẹp văn minh, xử lý nghiêm các hành vi lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường bộ, trong 2 ngày 8 và 9 tháng 4, Ủy ban nhân dân xã Pơng Đờ Rang tiếp tục thực hiện các hoạt động giải tỏa hành lang an toàn đường bộ, xử lý vi phạm về lấn chiếm lòng lề đường, các điểm kinh doanh không đúng quy hoạch và quy định tại khu vực thôn 13. Tại khu vực thực hiện công tác kiểm tra, giải tỏa, xử lý vi phạm, việc chấp hành quy định lấn chiếm lòng lề đường và hành lang an toàn giao thông đường bộ để buôn bán kinh doanh của các tiểu thương đã có sự chuyển biến. Tuy nhiên, tại thời điểm thực hiện nhiệm vụ của lực lượng chức năng địa phương, vẫn còn tình trạng một số người dân đến mua hàng không chấp hành quy định của luật giao thông đường bộ như không đội mũ bảo hiểm, không xuất trình được các loại giấy tờ theo quy định khi tham gia điều khiển phương tiện giao thông. Dừng đỗ xe không đúng nơi quy định, làm cản trở việc lưu thông của người cũng như các phương tiện khác. Vì vậy, lực lượng công an Pơng Đờ Rang đã tiến hành kiểm tra, lập biên bản, đưa phương tiện vi phạm về trụ sở công an để tiến hành các bước làm việc theo đúng trình tự quy định. Việc lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông đường bộ, xử lý vi phạm về lấn chiếm lòng lề đường và các điểm kinh doanh không đúng quy hoạch và quy định đã được Ủy ban dân xã Pơng Đờ Rang xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện thời gian qua nhằm đảm bảo cho việc giao thông đường bộ thông thoáng, giảm bớt tai nạn và ách tắc giao thông, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng cháy chữa cháy, nâng cao hiệu quả kỷ luật kỷ cương quản lý nhà nước trong việc quản lý hành lang đường bộ. Vì vậy, mỗi người dân địa phương hãy nêu cao tinh thần trách nhiệm vì nghĩa vụ, quyền lợi và sự an toàn của bản thân, gia đình cũng như cộng đồng, hãy chấp hành nghiêm quy định của nhà nước về trật tự hành lang an toàn giao thông đường bộ, không lấn chiếm lòng lề đường, không mua bán kinh doanh tại các điểm kinh doanh không đúng quy hoạch và quy định, nhằm góp phần tiến tới xây dựng Pơng Đờ Rang thành thị trấn năng động, văn minh, xanh sạch đẹp, xứng tầm là trung tâm kinh tế văn hóa xã hội của huyện Krông Búc trong thời gian tới.
Sáng ngày 9 tháng 4, đông đảo đoàn viên thanh niên xã Bưng Đờ Răng đã tổ chức dọn dẹp rác thải dọc trục đường quốc lộ 14, trả lại cảnh quan xanh sạch đẹp cho môi trường, thi đua lập thành tích chào mừng ngày thành lập thị trấn Bưng Đờ Răng ngày 10 tháng 4 năm 2023. Sau khi được quán triệt các khu vực và các địa điểm cần dọn và thu gom rác, các đoàn viên thanh niên đã bắt tay vào dọn dẹp vệ sinh. Các điểm dọn vệ sinh rác thải dọc tuyến đường quốc lộ 14 là đường Tránh Tây giao nhau với quốc lộ 14. Rác thải sinh hoạt, túi ni lông và rác thải xây dựng được các đoàn viên thanh niên của xã Bưng Đờ Răng thu gom xử lý ngay tại chỗ. Phát huy tinh thần xung kích của đoàn viên thanh niên, các bạn đã tình nguyện cùng tham gia dọn dẹp vệ sinh trụ sở Ủy ban nhân dân thị trấn Bưng Đờ Răng dọc tuyến quốc lộ 14, đoạn qua địa phận thị trấn Bưng Đờ Răng với chiều dài 7 km. Cùng với đó, các bạn đoàn viên thanh niên đã thu gom rác tại các điểm rác tự phát gây ô nhiễm môi trường và mất mỹ quan đô thị. Đây là hoạt động được đoàn xã Bưng Đờ Răng phát động chào mừng xã Bưng Đờ Răng được công nhận là thị trấn Bưng Đờ Răng. Được biết, ngày 13 tháng 2 năm 2023, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã ra nghị quyết số 726 về việc thành lập thị trấn Bưng Đờ Răng thuộc huyện Krông Búc, tỉnh Đắk Lắk. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 4 năm 2023. Sáng ngày 8 tháng 4, Hội Chữ Thập Đỏ Bưng Đờ Răng đã phối hợp với câu lạc bộ từ thiện đến từ thành phố Hồ Chí Minh tặng quà cho các hộ gia đình nghèo trên địa bàn. Tại chương trình, câu lạc bộ từ thiện Ăn Chay Trường đến từ thành phố Hồ Chí Minh đã trao tặng 200 suất quà cho các hộ gia đình nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Bưng Đờ Răng. Mỗi phần quà trị giá 350.000 đồng, bao gồm gạo và các nhu yếu phẩm. Đồng thời, đoàn tổ chức phát tặng miễn phí quần áo cho bà con nhân dân có nhu cầu và khám chữa bệnh bằng các biện pháp vật lý trị liệu cho nhân dân. Hoạt động này thể hiện tinh thần tương thân tương ái nhằm góp phần chia sẻ, động viên khó khăn đối với các hộ gia đình nghèo, đồng thời có sự hỗ trợ thiết thực để bà con giảm bớt khó khăn trong cuộc sống. Đây cũng chính là sự quan tâm, chia sẻ của chính quyền địa phương, các nhà hảo tâm trong việc chăm lo đời sống cho người nghèo. Sáng ngày 8 tháng 4, câu lạc bộ từ thiện đến từ thành phố Hồ Chí Minh đã có chuyến thăm tặng quà cho học sinh nghèo tại trường Hoàng Diệu, xã Cư Né. Câu lạc bộ từ thiện đến từ thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức nhiều trò chơi cùng giao lưu với các bạn học sinh trường tiểu học Hoàng Diệu, xã Cư Né. Các em học sinh đã vô cùng thích thú với những màn biểu diễn vui tươi, sinh động của chú Hề, cũng như những phần quà là những chiếc bong bóng được tạo hình ngộ nghĩnh. Đoàn từ thiện đã trao 12 xe đạp cho 12 em học sinh nhà trường có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trao 130 phần quà giá trị, mỗi phần quà bao gồm một cặp sách, 30 quyển vở, bình nước đi học và các vật dụng phục vụ công tác học tập. Ngoài ra, câu lạc bộ từ thiện còn trao tặng 3 TV treo tường 50 inch cho trường tiểu học Hoàng Diệu để phục vụ công tác giảng dạy. Cùng với đó, ban giám hiệu trường tiểu học Hoàng Diệu cũng trao sổ tiết kiệm hơn 33 triệu đồng cho gia đình em Hờ Phong Ni-ê và Hờ Thạch Ni-ê có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đây là số tiền nhà trường đã kêu gọi được sự giúp đỡ của các mạnh thường quân để phần nào hỗ trợ hai em được tiếp tục đến trường. Ngoài việc trao những phần quà mang giá trị vật chất và tinh thần dành cho học sinh và nhà trường, câu lạc bộ từ thiện đến từ thành phố Hồ Chí Minh cũng đã tặng nhiều quần áo cho các vị phụ huynh và tự tay nấu 150 suất ăn là những món ăn chay để dành cho các em học sinh. Tổng giá trị những phần quà và 150 suất ăn lên đến 85 triệu đồng. Ngày 8 tháng 4, câu lạc bộ tennis Hoàng Gia tổ chức giải quần vợt tranh cúp Quỹ Tín dụng Nhân dân Bưng Đờ Răng. Giải quần vợt tranh cúp Quỹ Tín dụng Nhân dân Bưng Đờ Răng được tổ chức nhằm thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 48 năm ngày thống nhất đất nước 30 tháng 4 và chào mừng xã Bưng Đờ Răng đón nhận thị trấn Bưng Đờ Răng. Tham gia giải đấu có 32 vận động viên là những cá nhân có niềm đam mê thể thao với bộ môn tennis. Các vận động viên tham gia thi đấu ở 4 bảng với hình thức thi đấu đôi nam để chọn những cặp đôi có thành tích cao nhất vào đấu chung kết. Sau hơn một ngày thi đấu sôi nổi, trên tinh thần giao lưu đoàn kết, các vận động viên đã cống hiến cho khán giả những trận cầu đẹp mắt. Ban tổ chức đã trao một giải nhất, một giải nhì, hai giải ba cho các cặp đôi có thành tích xuất sắc nhất. Đây là giải đấu được tổ chức thường niên, là dịp để các vận động viên có cơ hội giao lưu kinh nghiệm, rèn luyện thể thao theo gương Bác Hồ vĩ đại,
góp phần thúc đẩy phong trào thể dục thể thao huyện nhà ngày càng phát triển. Nội dung trên đã kết thúc chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình Krung Quốc hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.